Sáng 5 tháng 11, Ban tổ chức vòng loại U19 châu Á 2020 bảng C đã tổ chức họp báo tại thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Philippe Jouzeau nhấn mạnh, ông và các học trò đã có sự chuẩn bị tốt để đương đầu với các đối thủ. Trước đó, ngày 4 tháng 11, huấn luyện viên Jouzeau chốt danh sách 24 cầu thủ U19 Việt Nam dự vòng loại U19 châu Á 2020. Bốn cái tên phải chia tay là Trần Lâm Điều, Trần Hoàng Phúc, Bùi Tiến Sinh và Phạm Xuân Tạo. Những cầu thủ này từng là trụ cột của U18 Việt Nam, song không khẳng định được tài năng dưới sự dẫn dắt của ông Jouzeau. Vòng loại U19 châu Á 2020 có 46 đội tuyển tham gia tranh tài. U19 Việt Nam ở bảng G cùng các đối thủ Nhật Bản, Mông Cổ và đảo Guam. Các trận đấu ở bảng C diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 11. Ở trận ra quân, thầy trò huấn luyện viên Jouzeau đối đầu với Mông Cổ vào chiều 6 tháng 11, sau đó lần lượt gặp Guam và Nhật Bản.